clip ấn lại cảnh người dân Quảng Nam bỏ qua cầu khỉ vật nước xiết. Theo đó, clip ghi lại cảnh một số người dân mặc áo mưa bỏ qua chiếc cầu treo bằng sắt nhỏ hẹp, dài khoảng 20 đến 25 mét, bên dưới là dòng nước lớn cuồn cuộn chảy. Lúc này, trời vẫn không ngừng trút mưa lớn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, người dân có thể bị rơi xuống dòng nước lớn và khó có thể bảo toàn tính mạng. Clip này được ghi lại tại khu vực đường qua khe Diên, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hai ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, lượng mưa đo được vào đầu giờ chiều mùng 10 tháng 10 lên tới 487 mm. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực thấp trũng tại các địa phương như Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn ngập nặng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Vào ngày 9 tháng 10, hai người dân ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi băng qua sông đã bị nước lũ cuốn trôi, tới nay vẫn chưa tìm được tung tích.